Loài cá heo nước ngọt Irrawaddy, còn gọi là cá nược minh hải, sinh trường ở khu vực sông Mê Công, tiếp giáp Lào và Campuchia, đã tuyệt chủng sau khi cá thể cuối cùng bị chết do mắc vào lưới đánh cá. Tin từ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Lào. Cá thể cá heo nước ngọt cuối cùng này được phát hiện chết vào ngày 15 tháng 2 trên một bờ sông thuộc tỉnh Stung Treng của Campuchia, giáp giới với Lào. Do bị thương khi vướng vào lưới đánh cá, hơn một tháng qua, con cá heo này đã không thể bơi và săn mồi bình thường dù các nhóm cứu hộ và bảo tồn động vật đã can thiệp, song không có kết quả. Quân thể cá heo nước ngọt sống ở khu vực giáp giới giữa Nam Lào và Bắc Campuchia từng rất nổi tiếng với khách du lịch nhưng đã bị suy giảm mạnh trong những năm qua. Quân thể này đã bị tuyên bố tuyệt chủng về mặt chức năng vào năm 2016 do có quá ít cặp sinh sản tiềm năng để đảm bảo sự tồn tại. Không chỉ cá heo nước ngọt Irrawaddy, tất cả các loài cá heo nước ngọt trên thế giới đều đã hoặc đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do hoạt động đánh bắt cá, xây dựng đập thủy điện hay nhiễm độc từ nước thải của con người